Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đạn đã lên nòng, ông Tổng sẽ giương nòng vào ai? Tuy già nhưng sức ông Tổng rất dài. Như tờ Thể báo chấm D đã đưa tin, nhiều bản tin trước đây tại vụ án Việt Á sẽ được khơi đi khơi lại. Sau một thời gian yên ắng thì ông Tổng lại khơi ra. Câu chuyện Việt Á bây giờ không chỉ dính đến Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ thì mới đây lại dính đến Bộ Tài chính. Không khí sợ sệt bao trùm trong bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương. Mà đâu chỉ vụ Việt Á, vụ FEC cũng đang được khơi dậy. Và mới đây ông Tổng cho cắt hết tất cả các chức vụ trong đảng của Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành. Ngoài ra vụ đưa hối lộ tại Cục lãnh sự cũng lan đến Văn phòng Chính phủ. Không biết những ai trong Văn phòng Chính phủ ngã nhào theo vụ án này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng còn rất gân, đốt lò thì dai dẳng. Có nhiều người nói rằng thà ông Tổng đánh ào ạt cho thật mạnh rồi nghỉ luôn thì không ai lo sợ. Đằng này ông cho đánh tới tấp rồi ngưng. Ngưng vài tháng rồi lại đánh tiếp làm cho các quan chức không thể nào ăn ngon ngủ yên cho được. Có người nói ông Tổng dường như đang chơi trò mèo vờn chuột. Từ ngày 17 tháng 8 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực thuộc Ban Chỉ đạo đã họp phiên thứ 22 dưới sự chủ trì của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo, để kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2022. Được biết, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 295 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái, tức là tăng 117 đảng viên so với cùng kỳ năm trước. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 27 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Con số này được cho rằng cũng tăng 20 trường hợp so với cùng kỳ của năm trước. Từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay đã thi hành kỷ luật 56 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 10 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể nói với bảng thống kê như thế, ông Nguyễn Phú Trọng cũng làm cho nhiều quan chức phải sợ xanh mặt. Trong buổi làm việc, ông Tổng Bí thư tuyên bố một câu xanh dờn, yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các vụ án liên quan đến công ty Việt Á, tập đoàn FEC, Tân Hoàn Minh. Đây là hình ảnh đạn đã lên nòng. Vụ án Việt Á thì đã lở loét quá rộng. Vụ FEC đang thổi bùng với quan chức tỉnh Gia Lai bị kỷ luật cách chức. Còn vụ án Tân Hoàn Minh làm ẩn số, có người cho rằng hàng loạt quan chức ngành chứng khoán thuộc Bộ Tài chính sẽ tiếp tục bị moi móc và kỷ luật. Có thể nói lần này ông Nguyễn Phú Trọng có bao nhiêu viên đạn đều lên nòng hết và để chuẩn bị bắn những ai mà ông dự tính sẽ đưa lên thớt. Có thể thấy sắp tới đây có ít nhất 4 vụ án được xới lên, đó là vụ án Việt Á, vụ án chuyến bay giải cứu, vụ án FEC, vụ án Tân Hoàn Minh. Khi 4 vụ án này cùng được thực thi, có thể nói ông Tô Lâm sẽ ra quân một lực lượng đông đảo chưa từng thấy. Những vụ án này dự định sẽ còn kéo dài, có người cho rằng nó có thể kéo dài sang năm 2023, chứ không thể nào kết thúc sớm trong năm 2022 cho được. Sự dai dẳng kéo ra vụ án hàng năm cho thấy sức của ông Trọng còn rất mạnh. Ai hy vọng ông về hưu sớm thì nên từ bỏ hy vọng là vừa. Hầu hết các ý kiến cho rằng ông Trọng cứ duy trì phong độ như thế này đến năm 2026 thì không khéo các trụ còn lại đấu đá giành ghế, cuối cùng cũng chẳng ai được gì, trở thành công cốc. Đây là hình ảnh vụ án Tân Hoàn Minh hứa hẹn nhiều tình tiết sẽ rất bất ngờ diễn ra. Có lẽ nhiều người trong tứ trụ mong ông Tổng thấm mệt mà bỏ việc đốt lò. Phần là để ông còn nhường ghế chống cho họ nhiệm kỳ sau. Phần vì sợ ông Tổng khui ra quá nhiều thì lại dính đến người nhà của họ hoặc trách nhiệm của họ thì nguy cho sự nghiệp chính trị. Có lẽ ông Trọng là người già gân, ông dai dẳng đốt lò, làm cho khối người phải lo sợ thành củi nên họ rất kinh hãi. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Chính phải làm gì để đỡ đòn khi kẻ thù đang muốn gài bẫy. Những sai phạm đã nổi lên trên truyền thông thì gần như không thể che đậy được nữa. Vấn đề là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố thêm tội thứ nhì liên quan đến dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh
từ thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư ở tỉnh này là dấu hiệu quá rõ đối thủ đang nhắm vào ông Chính. Như tờ Thời báo .d đã đưa tin, sẽ không có truy tố ông Thủ tướng, nhưng vấn đề này sẽ là vết đen để đối thủ dùng nó ngăn cản ông Phạm Minh Chính tiến lên, hay chỉ ít cũng cho ông Thủ tướng không còn giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ sau. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đứng trước sự thật không thể che đậy thì cách hay nhất là kéo liên minh, để phe mình mạnh lên làm cho đối thủ không làm gì được. Hiện nay, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang là Chủ tịch Quân ủy Trung ương và là người có mặt trong đảng bộ của ngành công an. Xưa này, ông Tô Lâm là cánh tay đắc lực trong Tổng thì ai cũng biết. Sự liên kết giữa ông Tổng Bí thư và ông Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay là sự liên kết không thể chia lìa. Tuy nhiên, sự liên kết của ông Tổng Bí thư và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang là không rõ nét. Lâu nay, ông Phan Văn Giang dường như vẫn là người luôn muốn né một bên ở các cuộc đấu đá trong vòng tứ trụ của Đảng. Người ta ví ông Tổng như đang nắm hai lưỡi gươm của chế độ, tay phải nắm công an và tay trái nắm quân đội. Vì thế mà bên chính phủ, dù có nắm toàn bộ nền kinh tế Việt Nam thì cũng không thể dám vượt mặt quyền Tổng Bí thư. Duy nhất có thời ông Nông Đức Mạnh nắm hai tay hai kiếm, nhưng nắm quá lỏng lẻo nên đã để cho Nguyễn Tân Dũng vượt mặt dễ dàng. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính là người làm chính trị có hạng trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Không phải ngẫu nhiên mà ông Chính có thể nhảy ngang từ trưởng ban tổ chức trung ương bên Đảng sang làm Thủ tướng Chính phủ. Vì thế ông Chính có nhãn quan chính trị rất tốt. Vậy ông Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ phải làm gì đây là câu hỏi đang được đặt ra. Có ý kiến thì cho rằng ông Thủ tướng đang muốn giành lấy một thanh kiếm từ tay ông Tổng. Thanh kiếm mà ông Tổng cầm không được chắc chắn cho lắm, đó là Bộ Quốc phòng. Vào ngày 16 tháng 8, các tờ báo đồng loạt đưa tin Viettel muốn tham gia sản xuất và xuất khẩu chip. Điều quan trọng là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đích thân đến thăm, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Đây là hình ảnh tham vọng đến mức hoang tưởng của Viettel. Viettel là đứa con cưng của quân đội, ai cũng hiểu. Viettel không có cửa sản xuất chip vì ngành này thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Tại châu Á, chỉ có Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan là sản xuất được. Trung Quốc cũng đang muốn đầu tư mạnh ngành này, nhưng họ vẫn chưa thể nào theo kịp ba nước kia, chứ đừng nói gì đến Viettel, một công ty tầm nhỏ trên thế giới và cũng nhỏ so với Trung Quốc. Biết rằng Viettel là thương hiệu viễn thông trị giá nhất Việt Nam hiện nay, đứng số 1 tại Đông Nam Á, đứng thứ 10 ở châu Á và thứ 18 trong số các nhà mạng có giá trị lớn nhất thế giới vào năm 2022. Nhà mạng này đầu tư ra nước ngoài với 10 thị trường có tổng dân số là 260 triệu dân tại 3 châu lục. Tuy nhiên, lĩnh vực bán dẫn và công nghệ chip vẫn vượt rất xa tầm với đối với Viettel. Tham vọng này của Viettel được đánh giá sẽ chỉ là trên giấy chứ không đủ tiềm lực để thực hiện. Về tiền thì có thể Viettel không thiếu, nhưng cái thiếu là chất xám, chất lượng cao. Cái thiếu này các nước nghèo như Việt Nam bó tay không thể lấp đầy. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đang làm việc với Viettel. Ông Chính làm việc với Viettel để bàn một dự án hoang đường. Vậy ý ông Chính ở đây là gì? Có ý kiến cho rằng ông Chính đang muốn kết nối với cánh quân đội. Ông muốn gần hơn với quân đội và từ đó tước được một thanh kiếm trên tay ông Tổng. Đồng thời, ông cũng có một thanh kiếm mạnh để chiến song phẳng với ông Tổng. Hiện nay, quân đội đang có đến 24 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị. Một lực lượng rất mạnh, đủ để ông Thủ tướng thách thức mọi thế lực, dù đó là ông Tổng. Đặc biệt, ông Chính khi nắm được những ủy viên này, thì ông Tổng cũng phải ngán, đó là Phan Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị, Lương Cường, ủy viên Bộ Chính trị, Nguyễn Trọng Nghĩa, ủy viên Trung ương Đảng, nhưng đang tràn trề cơ hội vào Bộ Chính trị trong thời gian tới. Đó là cách ông Thủ tướng đang làm. Chỉ có cách làm mạnh lên mới lướt qua hết được những trò gài bẫy của đối thủ.